Tú Trinh xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, đây là bản tin FBNC ngày 5 tháng 1 năm 2016 và sau đây sẽ là các thông tin có trong phần đầu tiên. Năm nay Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đấu giá 23 khu đất, trong đó có nhiều khu đất vàng. Đà Nẵng đã có báo cáo thưởng Tết âm lịch cao nhất là 200 triệu đồng. Ngày thứ hai áp dụng cơ chế điều hành tỷ giá mới, tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng. Thưa quý vị, bước sang ngày thứ hai thực hiện cơ chế điều hành tỷ giá mới, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tăng tỷ giá trung tâm thêm 11 đồng. Mặt khác, trong cuộc họp báo vào chiều ngày hôm qua, Ngân hàng Nhà nước đã khẳng định dù thả nổi tỷ giá nhưng vẫn phải quản lý để đảm bảo ổn định thị trường tiền tệ. Tỷ giá trung tâm áp dụng cho ngày 5 tháng 1 năm 2016 là 21.907 đồng 1 đô la Mỹ, tăng 11 đồng so với ngày 4 tháng 1. Biên độ giao dịch nằm trong ngưỡng cộng trừ 3%. Tương đương với khoảng từ 21.250 đồng đến 22.564 đồng một đô la Mỹ. Như vậy, ngay sau khi áp dụng cơ chế điều hành tỷ giá mới, tỷ giá trung tâm đã tăng 2 ngày liên tiếp và còn có thể tiếp tục tăng giảm từng ngày, tùy cung cầu ngoại tệ trong nước và diễn biến thế giới. Mặt khác, tại buổi họp báo chiều ngày 4 tháng 1, ông Bùi Quốc Dũng, Vụ trưởng Vụ Chính sách Tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước cho biết, dù thả nổi tỷ giá nhưng Ngân hàng Nhà nước vẫn quản. Theo đó, để đảm bảo ổn định, ngân hàng có thể mua ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước kỳ hạn 3 tháng với giá bán cao hơn giá của ngày 31 tháng 12 năm 2015 là 1%, thay vì trước đây Ngân hàng Nhà nước chỉ bán vào ngày. Các ngân hàng cũng có thể hủy hợp đồng mua ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước ngay nếu giá trên thị trường cạnh tranh hơn so với giá mua của Ngân hàng Nhà nước. Năm 2015 đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường nhà ở khi mà nguồn cung chào bán tăng mạnh, lượng tiêu thụ khả quan, giá bán được cải thiện và lượng giao dịch đạt mức cao nhất trong lịch sử một năm. Đây là một số nhận định tổng quan về thị trường căn hộ bán tại Thành phố Hồ Chí Minh của CBRE trong năm vừa qua. Tại buổi báo cáo tình hình thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh quý 4 và cả năm 2015, đại diện CBRE cho biết năm qua các chủ đầu tư đã chào bán mới qua thị trường gần 42.000 căn hộ từ 78 dự án, đa số tập trung tại phía đông và phía nam thành phố. Con số này tăng 122% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là năm ghi nhận lượng căn hộ chào bán mới nhiều nhất do nguồn cung tăng mạnh từ dự án Vinhome Central Park ở quận Bình Thạnh với hơn 7.500 căn và dự án Mastery Thảo Điền ở quận 2 với 3.700 căn. Về sức tiêu thụ, thị trường đã tiêu thụ hơn 36.000 căn hộ trong năm qua, chiếm 56% tổng số căn hộ bán trên thị trường. Điều đáng nói là lượng giao dịch của người mua lẻ chiếm hơn 33.000 căn, tương đương 83% tổng giao dịch. Điều này cho thấy chưa xuất hiện nhiều nhà đầu tư thứ cấp, một trong những yếu tố gây nên tình trạng bong bóng. Nhận định về giá căn hộ bán trong năm 2016, ông Mark Townsend, tổng giám đốc CBRE cho rằng giá sẽ tiếp tục tăng. Chúng tôi dự đoán giá căn hộ hạng sang trong năm 2016 có thể sẽ tăng từ 15 đến 25%, còn căn hộ cao cấp thì tăng từ 10 đến 15%. Chúng tôi đưa ra con số này dựa trên diễn biến giá đất giao dịch trong năm qua, tùy vào từng khu vực đã tăng từ 15 đến 60%. Giá đất tăng kéo giá căn hộ bán tăng theo, cũng có thể nói là tôi sai, nhưng nếu sai thì cũng theo hướng quá thận trọng mà thôi. CBRE ước tính thị trường bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chào đón khoảng 45.000 căn hộ từ 90 dự án thuộc mọi phân khúc trên khắp Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2016. Thưa quý vị, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong năm 2016 sẽ đấu giá 23 khu đất thuộc các quận huyện trên địa bàn thành phố, trong đó có nhiều khu được đánh giá là khu đất vàng với vị trí đắc địa. Trong 23 khu đất sẽ được đấu giá năm nay thì có 14 khu từ năm 2015 chuyển sang do chưa hoàn tất thủ tục đấu giá với tổng diện tích 42.300 m², bao gồm khu đất vàng tại số 23 Lê Duẩn, quận 1. Đồng thời có 9 khu đất mới được bổ sung đấu giá với tổng diện tích gần 42.300 m² tại quận Thủ Đức, quận 3, quận 1, quận 5, quận 7 và huyện Bình Chánh. Năm 2015, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức bán đấu giá 7 khu đất với diện tích hơn 18.000 m², trong đó có 3 khu với diện tích hơn 9.500 m² đã được đấu giá thành công và đã bàn giao. Và thưa quý vị, trong chuyên mục Mỗi Ngày Một Con Số ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ đề cập đến con số 107 tỷ đồng. Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, năm 2015, Cục Điều tra Chống Buôn Lậu đã phát hiện bắt giữ 172 vụ việc vi phạm trong lĩnh vực hải quan với tổng trị giá hàng hóa vi phạm ước tính gần 250 tỷ đồng, thu nộp ngân sách 107,4 tỷ đồng.
Thưa quý vị, năm 2015 thì Cục Điều tra chống buôn lậu đã xây dựng và triển khai thành công 23 chuyên án, trong đó có một số chuyên án trọng điểm như chuyên án LS15 và chuyên án QL15 đều đấu tranh bắt giữ hàng hóa vận chuyển trái phép từ biên giới Lạng Sơn Cao Bằng. Bên cạnh đó thì Cục cũng thực hiện thành công một số chuyên án trên biển như chuyên án DH15 bắt giữ một số lô hàng cấm nhập khẩu từ châu Âu về cảng Hải Phòng, thu giữ lượng hàng hóa vi phạm khoảng 5 tỷ đồng. Chuyên án NTDD12 bắt giữ khoảng 3,8 tấn ngà voi, 142 sừng tê giác, 4 tấn vảy TT tại cảng Tiên Sa Đà Nẵng. Theo Tổng cục Hải quan thì đến nay lực lượng hải quan đã tổ chức soi chiếu 923 container và xác định 213 container vi phạm và thực hiện các biện pháp xử lý. Chuyển sang một thông tin tiếp, thưa quý vị, chiều ngày hôm qua 4 tháng 1, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết đã có báo cáo tình hình tiền lương năm 2015 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch và âm lịch năm 2016 ở các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Đến thời điểm này, có 381 doanh nghiệp báo cáo kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Trong đó, mức thưởng Tết cao nhất lên tới 200 triệu đồng, giảm 100 triệu đồng so với năm 2015. Tuy nhiên, mức thưởng thấp nhất ở Tết Nguyên đán 2016 tăng hơn so với năm 2015 với mức khoảng 1 triệu đồng một người. Cụ thể, mức thưởng bình quân của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu là 5.617.000 đồng một người. Đối với doanh nghiệp cổ phần vốn góp của nhà nước, mức thưởng bình quân là 9.632.000 đồng một người. Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty cổ phần có mức thưởng bình quân là 4.220.000 đồng một người. Còn doanh nghiệp FDI là 4.344.000 đồng một người. Trước đó, dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng một người, cao nhất là 300 triệu đồng một người. Thưa quý vị, mời quý vị tiếp tục giữ kênh để đến với phần tiếp theo của bản tin. Kể từ tháng 1 năm nay, cấm tạm nhập tái xuất hàng đông lạnh từ Trung Quốc. Xoay quanh giải pháp thúc đẩy tiêu thụ xăng sinh học, Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng biện pháp mưa dầm thấm lâu.